Hoàng Nhân rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Thưa quý vị, dạo gần đây thì mình thấy đang xôn xao cái thông tin về một nữ ca sĩ bị vỡ túi ngực ở trên máy bay. Và cụ thể vấn đề này làm cho các chị em phụ nữ nào đã từng đặt túi ngực hoặc là với những ai mà mong muốn là sẽ đặt túi ngực trong tương lai, mình thấy lo lắng và hoang mang quá. Vậy thì ngay bây giờ mình sẽ tìm hiểu thực hư của câu chuyện về nguyên nhân cũng như là giải pháp của câu chuyện này thông qua câu chuyện, qua phần trò chuyện của chính người trong cuộc. Và xin được chào đón đến chương trình ngày hôm nay nữ ca sĩ Ivy Trần. Và chắc chắn vị chuyên gia sẽ giải đáp và làm an lòng tất cả chúng ta đó chính là vị khách mời rất quen thuộc, bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay và xin được cảm ơn chị Ivy Trần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cởi mở trò chuyện về sự cố vừa qua. Và chắc hẳn nhớ lại cái sự cố đó thì chị còn cảm thấy rất là sợ hãi đúng không ạ? Đáp đến sân bay Việt Nam thì trong cái quá trình bay á, thì mỗi lần mà lên xuống máy bay thì Ivy đều cảm thấy đau tức ngực. Và lần này thì đau tức ngực nhiều hơn. Nhưng mà cái cảm giác nó cũng sẽ qua và chịu đựng được. Thì khi xuống sân bay thì Ivy lấy hành lý và về liền trong vòng 20 phút. Về nhà thì thấy vòng ngực sưng căng lên rất là to. Thì mình nghĩ là bị áp suất và mình ngủ một giấc dậy. Thì sáng hôm sau mình đi gọi cho bác sĩ thẩm mỹ để tư vấn, thì bác kêu là đi khám, tái khám liền đi. Thì mình đến bệnh viện phụ sản quốc tế thì người ta kết luận là mình đã bị bờ túi không đồng nhất và có dịch chảy xung quanh ngực. Thì mình đến bệnh viện gia đình mình khám thêm lần nữa để chắc ăn, thì bệnh viện gia đình cũng có một kết luận tương tự. Lúc đó mình rất là hoảng sợ, hoang mang, giống như là mình bị rơi xuống địa ngục. Thì đến bệnh viện thì đầu tiên thì trường hợp này thì bác sĩ bên Hiệp Lợi thì nói là trường hợp của em thì không biết bên trong dịch chảy lân cận là gì, nên trường hợp của em cũng không có biết là mở ra có thành công hay không. Cái ca này gọi là ca khó. Thì lúc đó mình rất là hoang mang, mình nói nghĩ một ca sĩ mà bị mất đi cái phần ngực, cái phần mà quan trọng thì đã như thế nào, thì mình rất là hồi hộp. Thật ra thì ngồi đây mình đã thấy rất là rõ là chị Ivy đang rất là xúc động. Dạ, và còn đây là người đã tính tay để mà thực hiện cái việc mà như chị Ivy nói là giống như là cứu mạng chị vậy đó. Đã là người chấp nhận đón một cái ca gọi là ca khó và đã thực hiện thành công. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút về trường hợp của chị Ivy được không ạ? Khi mà thăm khám xong thì coi hết tất cả mọi thứ thì thấy hai ngực so sánh là từ ngực bên trái nó bình thường, ngực bên phải sưng vòng lên rất là lớn, gấp đôi bên trái luôn. Thì tôi nghĩ chắc chắn 100% cái điều này vỡ túi ngực rồi. Tại vì đây không phải là lần đầu tiên mà bệnh viện Hiệp Lợi đã chữa những trường hợp này. Thì trong những năm từ ngày mà làm việc ở bệnh viện này tới bây giờ thì khoảng ca Vi là ca thứ 6 chứ không phải là mới, cho nên tôi nhìn tôi biết rồi. Tới cái này thì làm lại là chắc chắn với Vi là không có vấn đề gì mà nguy hiểm đến tính mạng hết. Vấn đề mình đặt ra đây là sau khi mở ra rồi á, mình có đặt lại túi ngực được liền hay không. Và 5 ca vừa qua thì chỉ có 1 ca giúp tôi đặt lại thôi. Và ca cũng thành công. Và ca Vi là thứ 6. Tùy theo cái tình trạng mà của cái cuộc mổ cụ thể như thế nào thì mình có quyết định là sau cùng. Khi vào phòng mổ thì mổ ra thì mổ đầu tiên tôi mổ cái bên mà nó bị vỡ trước, thì mới mở ra tới khoan đặt túi ngực thấy toàn bộ. Và quý vị thấy tình hình này thì đây là cái túi ngực nằm bên trái nha, nó còn nguyên nha. Cái vỏ nó mềm. Thứ hai là ngực bên phải mình vỡ đây, nó vỡ toát thành đôi. Tất cả các cái gel silicone nó tràn hết toàn bộ cái ngực, cái khoang ngực đó. Rồi cái màu cái tẩm dựng nó thường thường cái gel trong đó là màu trắng trong nha, tất cả là cái gel làm được trắng trong đó, nhưng mà này tẩm dựng màu vàng là có gì có cái hiện tượng viêm xuất tiết dịch trong cơ thể tiết ra là cái huyết tương á, dịch xuất tiết isoda đó, thì nó làm nhiễm vàng cái này. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái ngực này nó vỡ ít nhất phải trên 3 ngày 4 ngày thì, cho nên là trong đầu mình cũng đắn đo lắm. Ở đây thì chúng tôi đặt cho cái Vi cái túi Multiba là cái túi thẻ mới với 7 lớp, da rất mềm.
nó mềm mại, rất mềm mại ha. Và cái này là đang là cái chất lượng rất tốt. Nó bây giờ thị trường đó, ở Việt Nam thì rất nhiều túi, nhưng mà bệnh viện lại chỉ tin tưởng hai dạng túi thôi, là cái túi Multivan này với túi Mentor. Và có, tại vì chúng ta đã coi kỹ thuật cái quá trình làm cái túi ngực và có cái mức độ chắc chắn như thế nào, phải coi cái nhà sản xuất. Cái túi ngực mà mấy vị mà để đạt đủ chất lượng á, dạng xoắn, thậm chí có những cái quảng cáo mà xe hơi cán ngang xong á, cái lồng ngực nát cái tên rồi cái túi ngực còn nguyên, thì như vậy dưới áp lực rất là lớn, tôi khẳng định một lần nữa là 100% không bao giờ có chuyện đó. Nếu mà quý vị xài cái túi đạt chất lượng, còn cái chuyện mà nó vỡ trên máy bay là một trường hợp ngẫu nhiên, trùng hợp. Tôi chỉ nói một câu là phải đến một cái cơ sở uy tín và người làm có nhiều năm kinh nghiệm. Cuối cùng là túi ngực không đảm bảo đủ chất lượng. Thì đây là ca thứ 6 tôi đã làm rồi. Và tôi hy vọng rằng là Vi sẽ hài lòng với cái ngực mới. Và tôi nói là bây giờ hiện tại khi thăm khám xong thì ca này tôi nghĩ là 98% thành công, diễn tiến rất là tốt. Dạ, và rõ ràng là mình nghe qua cái giai đoạn này, cả là những cái lời chia sẻ rất là chân tình từ bác sĩ Phan Hiệp Lợi, thì chắc là quý vị khán giả cũng sẽ không có còn quá lo lắng nữa. Mà cái điều bây giờ mình muốn nghe tiếp đây sẽ là lời khuyên từ chính chị Ivy, là một người đã trải qua. Vậy thì chị sẽ có lời khuyên như thế nào dành cho những ai đang chuẩn bị để đặt túi nâng ngực ạ? Nếu thật sự tất cả phụ nữ của chúng ta đều mong muốn làm mỗi ngày đẹp hơn trong mắt mọi người và tự tin trong công việc, và cái quan trọng nhất là trong mắt ông xã của mình, nhắm đến cái điều đó để mình hạnh phúc, thì để mình tự tin thì mình nên tìm một cơ sở, một bệnh viện có uy tín và có sự ràng buộc của pháp luật, để mình tìm đến đó để mình tư vấn và mình làm những cái thay đổi về ngoại hình của mình. Thật sự đây là những cái lời nói từ đáy lòng của chị Ivy, mà nghe xong thì mình cũng cảm thấy là chắc hẳn quý vị khán giả sẽ không còn một chút lo ngại nào nữa hết. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó là lời khuyên từ phía bác sĩ Phan Hiệp Lợi, là từ chính người trong cuộc chị Ivy Trần, đó là chúng ta cũng nên chọn mặt gửi bà, lựa chọn những cái địa điểm uy tín, những bệnh viện có đầy đủ cơ sở pháp lý, có cái chức năng là có thể thực hiện những cái ca phẫu thuật, và bên cạnh đó là cũng phải đảm bảo về chất lượng của túi ngực mà chúng ta sử dụng, thì nó sẽ không hề có một cái vấn đề gì đáng để mà chúng ta phải lo ngại. Và nếu mà quý vị có bất cứ một thắc mắc nào về các chủ đề làm đẹp, đừng ngần ngại liên hệ với Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị đến với những chương mục tiếp theo.